người này họ đã đến tham dự lễ cưới của chú rể Lương Tiệp và cô dâu Anh Đào ngày hôm nay. Mời MC Nhí lên thử mic, MC Chính vô tình thất nghiệp. Đoạn video được ghi lại tại một đám cưới. Tại đây cũng như bao đám cưới khác đều có MC dẫn dắt để cho bữa tiệc trở nên sinh động và suôn sẻ hơn. Không có gì đáng để nói đến khi nghe được phát biểu như nước mít của một cậu bé. Được biết cậu chính là cháu ruột của cô dâu, sau khi MC đã giới thiệu thì mời cậu bé lên phát biểu. Cùng với thần thái tự tin, giọng nói cuốn người nghe, cùng những câu từ vô cùng lôi cuốn, khiến ai trong bữa tiệc cũng vô cùng thích thú. Đố ai mắt đỏ như hoa, đố ai lại cứ nấn na đến gần, đố ai cứ tần ngần, mà đố ai thì lại cứ thì thầm nhỏ to. Cậu hồi hôn của nó sẽ được đó là ai không ạ? Vâng, đúng rồi, đó chính là cô dâu chú rể ngày hôm nay. Sau khi xem đoạn clip, trên mạng nhiều người tỏ ra thích thú và để lại bình luận. Cha MC có vẻ hối hận khi chốc mời cậu bé lên, thất nghiệp về sau luôn rồi. Bé tài năng quá, sau này có khiếu làm MC rồi nè. Trời ơi, thế cương gì đâu, nói mà ai cũng theo dõi là biết cỡ nào rồi. Bé Quản Trị, cháu chúc chú gì hạnh phúc trăm năm. Và các vị quan khách của chúng ta có thể đổ 100 pháo tay thật lớn để thay cho những tràng pháo rộn rã để chúc mừng cô dâu chú rể ngày. Đừng quên đăng ký kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.